Vâng, một tình huống vừa nãy không hiểu sao mình bị văng ra khỏi game luôn. Do một con bát dữ dội quá và Cutter bị văng khỏi game. Một con bát giành chiến thắng đáng lẽ, giành chiến thắng của team 1. Nhưng mà sau đó tình cơ và Bách đã kéo lại cân bằng cho team mình cái con bát đó. AB Dragon, còn Dragon 4. Có lẽ thành tiền này vào vừa Bách và anh chưa đủ tiền lên nốt Dragon 5. Số bây giờ đang là 36-47. Chúng ta cùng xem hạ item các tiêu nhân hiện giờ có những cái gì. Tình cờ thì vẫn vậy. Bat Spider, Fox cùng Berlin, Jafly, Amnet, Manta, Hơ, Guardian cùng vào chip. Còn A đã có gậy xanh cùng với lại Mekan. Và một cái ulti của A vừa lấy vào team và đã kéo theo được mạng của anh chàng Winter cùng với Invoker. Một cái ulti có gậy xanh của nó cực kỳ đáng sợ. Nhưng Joker không có Octelicor, Berlin cùng với gậy xanh. Còn Spep, Manta, Jadean, Clinton, Defu cùng với lại Giày Đam. Còn đây item cuối cùng là sẽ lên Hơ hoặc là lên Black King 3. Ở trận đấu này lên Black King 3 rất là lý. Và như vậy là Chao Phá tiếp tục cầm hồi sinh trong tình huống này. Còn một cái hồi sinh còn đang đứng và cân nhau với con Crab của Chai Gốc. Có Evoke, khi đó team 1 đã có cách thấm bốc lên. Và bây giờ là combo thẳng của người trong Black tiếng này. Còn trong của Black ăn trọn bộ combo của Evoke và một người nói lượng đam rất là lớn. Còn máu rất nhiều nhưng vẫn mất cái hồi sinh. Còn đằng sau vòng nắp bếp của team 2 tiếng này rồi. Một pha thả việc chuẩn xác đến từ anh chàng Kukai. Và Bat Rider đã làm xuống. Còn lần sau thì anh chàng trong Black đã sống lại. Và team 2 chết đi 3 người trong tiếng này. Một mình trong Black sẽ cân tìm. Và Evoke đang đứng ở tận đầu đầu thả trong cát. Còn thanh niên trong Black thì một mình cân tìm nhau. Còn Tinker đang đứng bên trong thả nó cắt một cách điên cuồng như vậy. Winter bên trên đã làm vướng. Bây giờ tóc cắt bằng nó đang rơi vào đầu một cách rất nhiều. Còn trong cái vừa nãy đã bản chết được một người. Bây giờ đến được Cung Cà không? Như vậy là Cung Cà cũng nằm trong combat này. Một tình huống mà thanh niên trong cái bỏ cái hồi sinh. Một mình cân tim. Còn Tinker thì đứng tận đằng sau. Và anh chỉ đứng anh thả nó cắt thôi. Một tình huống người ta nói kỳ chắc ăn. Còn đánh để cho đằng kia đó đứng trên tăng cơ còn chết thì thôi. Một pha nhảy lên của Tinker vẫn chơi nhau của hai nguy cơ của hai team. Invoker EV ngay và một pha TNM. Con TNM này gọi là chim mồi và chỉ đợi cho Invoker xuất hiện trong điều này. Còn một pha ngố đến từ cháy bốc con đẻ đệ ra vào đánh nhau không? Một Tinker hết mana trong tình huống này phải nói là cực kỳ đau đầu đến với hai ông Invoker này. Bây giờ thì đuổi theo và Invoker là người đuổi và Tinker đang kiểu chạy một cái TNM vào đầu. Bây giờ đang phân trả bờ linh ra ngoài và Invoker cũng sẽ bờ linh ngay. Và một pha EV từ Invoker. Vâng, chơi trò vâng ạ, thì cơ còn có ít nữa thôi. Như vậy là ba giây đều xuất hiện. Và anh chàng những cơ phải chạy ra ngoài. Một pha Hydrogen đóng quạng, đang đóng phim kiếm hiệp vòng công. Bây giờ thì có cái lốc. Vâng, và rút ma giờ xuất hiện. Rút ma giờ không đáng sợ trận đấu này. Trận đấu mà anh phải nói là bị bờn quá nhiều. Bây giờ bị trộn rồi. Một cái ulti của A để đuổi theo thì không nhưng mà không chính xác. Hai thanh niên Evoker cùng với lại Tinker đang múa may quay cuồng. Hai thanh niên đang chơi trò mãi võ sơn đông và múa võ để kiếm tiền. Một buổi kinh tế khó khăn và một pha Terada của anh chàng Tinker. Và Terada cũng lại không có bò nữa và như vậy là anh chàng một chút bao giờ chết luôn trong tình huống này. BKB không có và như vậy là tanh. Còn Tinker chơi trò rất thâm nho nhỏ đít trong cái đớt theo. Một combo chụp vào mồm và một chút bao giờ chết luôn. Rất có trốn khỏi anh chàng Tinker trong thời điểm này chỉ bằng có EV. Còn có lẽ anh sẽ lên thách với chị ba tiếp theo. Kuka cũng có ngập, cũng có trượng 2k7. Có lẽ anh sẽ lên chị ba. Còn Winter, Fox, Berlin, Mecha các kiểu rồi. Inbox, còn thanh niên Inbox vừa bán đi một cái gì đó. Còn anh vừa bán đi cái gì ở đây. Và sẽ lên hình đàm gì tiếp theo. Và như vậy đã có Shiva đến từ Invoke. Và hình đàm của hai team đó phải nói là farm rất tốt. Và cách biệt không hề nhiều. Và Black King 3 đã có đến từ Chao Phá Lai.
Còn bác lên đây thì cầm kem. Bây giờ là một tình huống sờ bốc của thứ hai. Và anh sẽ có ý định phê bót cho tình huống này. Còn tình một thì phê top. Chúng tôi có nhiệm vụ về đéo. Vì gốc xì và bỏ linh hóc thì đi cò cạnh xanh. Còn giày bay gần như đã mặc đồ. Bỏ phiếu còn đi đẹp đi phách cuối cùng. Và một pha móc lưng của anh chàng chẳng còn ai cũng đi cũng cường tên em về để đem nhà. Và bây giờ đã ăn đủ con bò mồm có như 7 cái bóng và có đất rồi. Và sẽ lỏng xuống đến từ anh đến hữu cờ. Và bây giờ Sabek bay ra. Một tình huống bay ra nhưng không thể cứu được Ebook. Bên can được bật lên của tiếng 2. Và Sabek có lẽ là không bay ra và anh sẽ lùi về. Còn bây giờ sẽ vào ăn nhà đến từ tiếng 2. Vâng, chào cả lại của Chap cái gì đó, BKB win. Còn có lẽ anh đến Blacking 3 là anh sẽ win. Còn anh đến Blacking 3 rồi, thì chẳng có win được trong trận đấu này không. Và thanh niên cũng càng đi lạc được, một pha đi lạc bên dưới. Và bây giờ gặp chẳng có lại, nó bổ cho vâng vẫn lạc xuống. Nhưng mà cái ulti của Kinh Tơ đã xuất ra nhưng mà không cứu được. Vâng, anh chàng Kinh Tơ có hết rồi. Bây giờ sẽ làm tuần ác mộng này cho team 1. Vâng, riêng là hết Kinh Tơ vào đầu, không còn bò cho Kinh Tơ. Vâng, rất đau và như vậy tiếp tục là giật tiếp theo. Vâng, hết vào đầu, vâng, vẫn chưa có bòn hết rồi mà đã đi phép rồi. À, như vậy là bác Tider nằm xuống. Bây giờ đến lượt Sabek cũng nằm xuống trong tay Tinker. Còn ở bên ngoài thì Kuka cùng với Chapala đang phá nhà điên cuồng. Có lẽ là một sai lầm chết của anh chàng Yuko khiến cho cái nhà này lên Mega. Sabek ra Barak. Còn Barak ra để chặt cùng găm. Bóng bờ giúp Master đang đứng giữa và trừ nhau với AI cùng Kuka. Bóng bị hai support nó vờn cho. Còn vẫn đang bung tâm và vâng Tinker xuất hiện và Chapala cũng xuất hiện. Và như vậy lòng sắp mặt lờ của anh chàng một lúc nào giờ. Và tiếp tục là bảo linh lên đến giữa chạy Tinker và một khách vào đầu Sabek. Và Manta ra của Sabek. Và Tinker đi chơi nhau với Sabek à. Vâng này đi chơi nhau và như vậy là chạy Tinker nằm xuống. Cái phản năng của Sabek nó rất là ngứa. Bây giờ Tuka ra xông vào. Vâng thanh niên Tuka đến bên dưới đây vâng anh linh lên khách. Và Sabek đã nằm xuống trong tay của Chàng Bà Lai. Chàng Bà Lai quá khỏe ở trong combat này và không ai đánh anh. Và cả 8 máu. Vâng phải nói là quá là khỏe luôn. Và một tình huống Invoker xuất hiện. Và anh chàng đang đến vừa lấy là một pha kết thúc được mạng nào đó của anh chàng Invoker. Một pha thả gạch của anh chàng Invoker đuổi theo chàng vào lại và vật tư các bên rồi. Nó quay ngược trở lại một cái ulti thứ A tự giác. Và một cái ulti trúng và như vậy là bổ nhau với lại chàng Invoker. Và bây giờ thì chạy với Invoker cho các Invoker ra vào đầu. Và một pha ulti đến từ Invoker. Và anh ulti vào cái xe luôn. Không cho Invoker combo kia ra ra. Bước cơ ăn cái ulti của A, mọi người có chết không? Và vẫn không chết và vẫn là chạy về được. Tinker có hết, bây giờ việc đi ganh nẻ Tinker nó rất đáng sợ. Một cái hết cho một cái AB vào đầu. Và Winter đi cắm mắt, Bastider phải nói rất hổ báo cái phi trận ở bên trong nhà đình. Bây giờ thì lốc cơ cũng xuất hiện rồi, một cái lốc lên, một lốc có không trúng ai. Còn bên dưới thì bác Tider đang đánh nhau với lại Winter. Và một pha xuất hiện của Tinker và như lại Winter chết luôn trong một combo. Bây giờ không ra ngoài của anh chàng bác Tider. Còn bên trên thì lốc cơ đang trêu nhau với lại anh chàng ai. Một chi ra được bật lên, có lẽ là sẽ lọc xuống tình huống này. Ở trước khi chết anh để lại cái ulti đã. Bác Tider cùng với Tinker thì thôi bỏ qua, chúng ta sẽ đem về cho anh. Một combo đến từ Tinker phải nói là cực kỳ đau. Còn Sabek ăn combo đấy cũng phải nói là cùng cả máng máu, chả đùa. Bởi giúp Mazer đang lên cho mình cái bất tờ rồi. Một tình huống hơi hình và bây giờ anh đã được Mega một lem. Một tình huống trong một combat lỗi. Thì Booker chết từ đầu. Mất đi Booker là một cái gì đó nó rất là thiệt thòi của team 1. Và bây giờ cái chiếc cổ của anh chàng bởi giúp Mazer vẫn lại đã xuất hiện đến team 1. Vâng bật phép lắc kinh ba kinh thờ và bây giờ quay lại một cắn hồi máu. Một lốc lên với Joker, không phải được con bòi thì Joker xảo nữa. Bắt thì được chết luôn trong tình huống này, vâng ăn trọn cái cục gạch mùng mồm. Cũng không né được một tí nào, bây giờ đến được anh chàng thúc cả và bị anh chàng cho các ký theo. Bây giờ thì Joker vâng có bờ linh đến từ anh chàng Ivox, vâng một Shiva lấy sai. Và di phách xong và như vậy là bờ linh ra ngoài tên em. Và thì Joker đánh cũng rất tỉnh táo. Một pha sống sót của Joker. Chàng Clyde thì vẫn đang phạm. Và có mặt băng đến từ Chào Clyde rồi. 4.500 máu đến từ thanh niên cưỡi lừa. Và thanh niên cưỡi lừa chúng ta phải nói là rất là trâu vào trận đấu này. 3.500 đàm, 4.500 máu. Và đánh đến đéo bao giờ mới chết. Và Sabek chè solo với lại Chào Clyde bây giờ có lẽ là không có cửa. Cứ phải gặp Invoke, Invoke nó cho trả skill vào mồm. Có lẽ là Chào Clyde mới có thể chết được.
Rồi, trận đấu này có quá nhiều siêu nhân. Và siêu nhân nào sẽ đóng vai trò làm boss trận đấu này. Tiếp tục đi farm. Có cái Blink và anh đi farm phải nói là rất khó chết. Quá tự tin luôn. Downglide cho bóng đi để farm cho lành. Vâng, phải tràn ra một pha bút nhà, bố bút của team 1. Có hai người đang lên số, một người sẽ ra và 20 giây nữa là sẽ có người còn lại. Và có lẽ tút ca còn 20 giây. Và chim cò đi lang thang, và đi đi đâu đây? Vớ vẩn thì có chim quay bây giờ. Chim bọn vẫn đang băn khoăn là có lẽ phút hay không. Tại vẫn đang đứng vòng tròn bên ngoài. Một cái lốc vào và chạy Joker. Bây giờ là combo vào giữa và như vậy bắt tay đâu phúc ra ngoài của bắt tay đâu. Nó né được combo đến từ Joker như thế này và sắp bắt xuống lên. Bây giờ đến được vâng xin lỗi là anh chàng một chút bao giờ. Như vậy là A nằm xuống ngay trên tiếng này. Có một cái ulti đến từ anh chàng bây giờ. Bây giờ thả ulti vào giữa của anh chàng cũng càng. Như vậy nằm xuống đến từ bác Taylor. Có tình huống mà con bác có lẽ thắng lợi dành cho team 1 đây. Con bay bác đến từ bác Taylor cũng A. Cũng một phát thả ulti vào giữa của A. Và dốc chắc của thanh niên. Vâng, thì vừa đang đứng bên ngoài thả dốc chắc điên cuồng của A. Vâng xin lỗi là Winter nằm xuống và vừa lại F cũng nằm xuống. Hai. Vẫn hai người nằm xuống của team 1 chứ không phải là một. Một đàn lốc lên của Yvonne, một chip là kinh dành cho anh chàng Tinker. Vâng, nhưng được nhẹ lực cao chỉ đứng đằng sau và thả lốc kép rồi, làm được mẹ ba mạng rồi. Và có lẽ sẽ nằm xuống, một pha blink lên của anh chàng Yvonne cho ngay cái ngố ở đầu, không những ai mà bác Tinker cũng nằm xuống nào. Một con bác phải nói là thắng ở đây. Và Tinker đã xuất hiện. Vâng, không phải anh cứ đứng bên trong và thả lốc kép rồi. Zuka một sống lại. Và có hết đến Zuka rồi, và một pha nhảy lên và một ulti vào đầu của anh chàng Yvonne. Và bây giờ Tinker mới xuất hiện và một pha dập tan qua một con đệ. Và con đệ chết là chàng Joker cũng chở hai con nằm xuống đất theo. Và có hai cái hit của team 2 trong thời điểm này. Có Zuka cùng với Tinker. Và đây là cái item phải nói lợi hại cực kỳ trong Dota. Tinker vẫn đuổi và anh là người thông tin nhất trong bản đồ này rồi. Thì một rất nỗ lực vẫn chưa về xong được một cái trụ. Và đẩy hết công suất để lên trên và con bác mặc dù là gần như là chiến thắng. Và cuối cùng là vẫn phải lùi về vì Joker vẫn nằm xuống trong tay của Tinker. Một trận đấu mà hai con gặp nhau của Tinker luôn. Một pha tên đen là Tinker và hết vào đầu và di phất. Và bây giờ là combo thứ hai và như vậy là chết luôn của Tinker. Vòng này thì bay bách để mà đép nhà và bay bách và chết. Và út game mới được gõ ra của chạy Joker. Và anh đang càng gọi thanh niên Tinker chúng ta. Và quá bất ngờ không phải tưởng được là ta đã chết. Trận đấu mà Tinker đánh phải nói là rất là củ hành đối phương. Đến mắc đồ phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Lúc cài cũng nguy hiểm không kém cho anh lên hết. Black Chair có lẽ sẽ lên Black King 3 cuối thì sẽ đẹp hơn. Và rút ma giờ lên mất tàu rồi. Và có lẽ anh sẽ build phản đam. Player's forces are under attack. Vâng, có lẽ là năm cái phản đam của team 1 đập vào cái skill 3 đến từ Tinker. Nó cũng là một chút gì đó hiệu quả. Và có lẽ mà khi mà tình huống đó xảy ra thì Tinker sẽ có Black King 3 ngay trong người. Bác trận đấu này không nên phản đam, và anh nên đồ thuần đam. Và anh nên đi phụ ra đàn Manta, Crimson. Mặc dù rất cứng nhưng mà có lẽ đứng trong combat cũng rất khó. Trong Clyde đó vẫn là một thanh niên phải nói là nguy hiểm vô địch hơn. Và bây giờ là một pha nổi lửa lên của anh chàng Bát Đầu. Một pha phốc lên vào Blink. Vâng, chích cổ thằng Bát Đầu giờ lại. Nó nặng là cái thằng thích nhiều nhất. Và như vậy lại nằm xuống đến từ Bát Đầu. Vâng, một công ty đến từ Bát Đầu. Vẫn nằm xuống và không cứu được. Và trong Clyde bây giờ với công ty ra. Vâng, 7 cái bóng. Và như vậy một pha nhảy lên đến từ Tinker. Và có 3 bài này. Và 2 support đã đứng vào gần nhau. Vâng, chết luôn đến từ Bát Đầu như thế này. Tinker rất hổ báo, phải nói là cực kỳ đáng sợ đến từ một cô máy giết người. Bây giờ chặn vào quái trận Zuka và Zuka vẫn nằm xuống. Có lẽ là combat này sẽ nằm xuống của team 1. Và Tinker cũng sẽ nằm xuống trong tay với Zarian của anh chàng The Best. Và Zuka, chàng Clyde đó vẫn sống. Chàng Clyde vẫn còn nguyên máu và 4 càng rơi máu của thanh niên chàng Clyde. Và cái tụ tập và có lẽ là trận đấu này sẽ kết thúc tại đây. Một trận đấu mà còn The Best chàng cùng Evox đối mặt với lại chàng Clyde cùng với Tinker. Nhưng mà team cơ thể hiện đóng vai trò lưu cơ đáng sợ hơn Evox. Mà sao phải ai đóng vai trò làm tiêu diệt hơn Sebeck. Nên là chiến thắng dành cho team 2 là hợp lý. Trận đó mà team cơ đánh quá tốt. Phải nói là anh đi gánh từ đầu. Và đi gánh được quá nhiều mạng. Mà sao phải ai thì farm rất tốt. Với game anh hữu kỹ thuật. Sebeck treo không đủ tên tuổi giống nhau với lại sao phải ai.
Bây giờ Tuka đang còn nhau với Ivox. Tuka đánh rất chắc tay. Còn anh không đánh, nó có pha nhảy đi nhảy lại của các thanh niên. Và có lẽ là diễn viên của phim Kiếm ở Hồng Kông mới qua đánh Tuka. Và bây giờ sẽ là cái đồng đối an sẽ ăn xuống. Còn một pha lốc lên của Ivox vẫn cố níu kéo một tí tình yêu. Còn một pha đấm là Tuka cũng nâng của Tuka để lé. Và như vậy là Ivox có lẽ sẽ ăn xuống điều này. Rồi rất là thâm nho và như vậy là trận đấu kết thúc và chiến thắng dành cho team 2 và bộ đôi siêu nhân Trang và Lai cùng với lại Tinker đã giành chiến thắng. Và Ivox cùng với Sebek thì đấu cũng rất tốt và có lẽ là chiến thắng dành cho người chiến thắng hơn. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi trận đấu và thấy bình luận, chúng ta gặp lại nhau trong trận đấu tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại và mọi người hãy nhớ subscribe để theo dõi video tiếp theo và cũng như ủng hộ 8X.